Thiền ạ, ít nhưng mà không có thấy cái vấn đề gì trong khi thiền đó. Nhưng mà khi con xả thiền, con xoa người con á, thì nó có ánh sáng nó ra như kiểu là mình cắt sắt vậy đó. Dạ. Và trong những cái ga của con nằm ấy, với lại cái mền ấy, là con vút tay là nó lên ánh sáng. Dạ, con hết. Cái đấy nó không phải là do mình ngồi thiền mà do thời tiết nó tự động nó sinh ra. Đôi khi thỉnh thoảng có những cái ngày do cái thời tiết mà mình đụng vào cái gì đó, nó cũng giống như nó có điện ấy, nó có cái luồng điện âm dương ấy, nó nhóe điện lên và đôi khi mình còn cảm thấy giống như là bị điện giật ấy. Thì cái đấy không phải là do ngồi thiền đâu, và cái đấy là do thời tiết ở trong nhà mình thôi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch sư, dạ thì sáng giờ thì con có một cái thắc mắc là kiểu như là trước khi vào cái thời thiền à, thì như sáng nghe tới niệm thí thì con kiểu rất là hoan hỷ, kiểu trong lòng rất là hoan hỷ, nhưng mà vô tới thời thiền thì kiểu cái đó nó bị giảm xuống rồi. Thì cái đó thì nó có cái vấn đề gì không ạ? Với lại là hồi nãy thì con có đang thực hành thiền niệm thiên ấy, thì con không thấy cái ánh sáng, nhưng mà kiểu cảm giác là ở bên hai bên hốc mắt ấy, thì ánh sáng kiểu nó loang lên ấy. Thì cái đó có phải là những cái hiện tượng mà sư nói lúc trước không ạ? Cái trạng thái hoan hỷ khi ngồi phát thiền gì cũng có, sẽ có lúc nó khởi lên và cũng có lúc nó sung mãn, nhưng mà cũng có lúc thì nó mạnh, có lúc nó yếu, có lúc nó xuất hiện, có lúc nó không xuất hiện, và những cái đấy mình không cần để ý, không quan tâm. Niệm cái gì cứ thế mà niệm thôi. Nếu mà đang niệm thí thì cứ tập trung vào cái pháp của mình mà niệm. Và nếu như trên người mình nó xuất hiện những trạng thái nhẹ nhàng, khinh an, nó nâng lên thì cũng mặc kệ, nó không quan tâm. Đừng phân tâm sang những cái hỉ nạc đó. Và ngồi thiền mà tốt thì nó sẽ có ánh sáng. Pháp thiền gì cũng có ánh sáng nhé. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, hay niệm hơi thở vào ra cũng thế. Nếu như mình nhất tâm định tĩnh và các triền cái được nắng xuống, những cái cấu uế phiền não nó giảm bớt xuống, cái tâm mình nó thanh tịnh là nó sẽ sáng lên, cái tâm mình nó sáng lên một cách tự nhiên thôi, và cũng không quan tâm đến cái ánh sáng đấy. Ánh sáng đấy dù nó có thì cũng không đi theo, không suy luận, không cần phải nhìn sâu vào nó mà cứ tiếp tục niệm. Nếu mình đang niệm chư thiên mà xuất hiện ánh sáng, cứ niệm thôi, không để ý gì cả. Mà nếu như tâm định tĩnh càng lúc càng sâu thì ánh sáng càng mạnh đi, càng lúc mà càng sáng chói hơn, càng mạnh mẽ, càng rực rỡ. Và cái thời gian nó xuất hiện ánh sáng có thể nó sẽ kéo dài rất lâu, có thể 5-10 phút, có thể là nửa tiếng, có thể là 1 tiếng. Nếu người nào mà có cái định tâm vững chắc, thực hành thường xuyên, thì cái trạng thái ánh sáng sẽ xuất hiện luôn liên tục cả 3-4 tiếng không gián đoạn, thì pháp thiền nào cũng sẽ sinh khởi cái điều đó. Nên là cứ yên tâm và cứ tiếp tục thực hành và đừng quan tâm đến những trạng thái đấy. Dạ. Với lại là cái pháp thiền niệm thiên ấy sư, thì kiểu mình có cái hình ảnh nào đó để mình kiểu mình buộc lại không ạ? Cái này là dựa trên khái niệm, dựa trên khái niệm thôi, chứ mình không cần nghĩ đến tức là cũng có hình ảnh, như là mình nghĩ đến các vị chư thiên một cách chung chung, và thậm chí có người mình có thể hình dung ra được hình ảnh của các chư thiên thì cũng được, mà cái này không bắt buộc. Và những cái hạnh về đức tin, hạnh về giữ giới, về bố thí có ở nơi mình thì mình phải hướng được đến. Nhưng mà mình có đức tin và mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, tin những cái hành động bố thí đó, thì mình phải nhớ lại những cái hành động mình đã từng lễ Phật, cung kính Phật như thế nào. Đấy là đức tin của mình được thể hiện ra. Thì cái điều đó mình có thể hơi mường tượng một chút, hơi hướng tâm đến những cái hành động đấy một chút, hay là niệm về cái sự giữ giới,
thì mình phải nhớ lại những cái hành động giữ giới của mình một chút, niệm về cái sự bố thí của chư thiên có ở nơi mình, thì mình cũng phải nhớ lại cái hành động bố thí ở nơi mình một chút. Đấy là mình có cái hình ảnh mà không cần quá là rõ rệt, và có cả cái khái niệm, có cả cái hình ảnh một chút xíu, chung chung như vậy, và cứ vậy niệm là được. Dạ, vậy còn kiểu con, kiểu lúc đó mà con ví dụ như là về giữ giới thì con có nghe những cái câu chuyện mà kiểu các thầy kể về giữ giới mà vị đó kiểu đắc lên, đắc xong rồi kiểu lên chư thiên, thì con có thể suy tưởng đến những cái câu chuyện đó được không ạ? Hay là chỉ nghĩ về bản thân mình? Giữ giới á? Dạ. Giữ giới, đấy là niệm thiên hay niệm giới? Dạ, niệm thiên. Niệm thiên, các vị chư thiên giữ giới, nhờ trên chỗ này sinh ở chỗ kia, và sự giữ giới ấy cũng có ở nơi ta. Thì mình phải nhớ lại những cái lúc mà mình giữ giới năm giới hoặc bát quan trai giới này, mình đã tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói rồi uống đi. Mình nhớ một cách chung chung, nhớ lại được cả những cái thời điểm một cách rõ ràng thì càng tốt. Mình đã từng tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tà dâm, nói rồi uống rượu, và mình có cái sự giữ gìn, có cái sự thọ trì đấy thì càng tốt. Mình nhớ lại được cả thời điểm đấy thì tốt, mà không không rõ ràng cũng được, tức là nó cũng phải có một chút có hướng tâm về cái sự giữ giới của mình. Còn cái việc giữ giới của chư thiên thì mình không thấy, mình chỉ hiểu trên khái niệm thôi. Vậy thì có những pháp thiền sẽ dựa trên những khái niệm, có những cái pháp thiền phải dựa trên một cái đối tượng rõ ràng cụ thể. Thì cái pháp thiền niệm thiên này là cả hai, và vừa dựa trên cái khái niệm ấy, vừa dựa trên cái đối tượng về cái sự giữ giới ở nơi mình, về sự bố thí ở nơi mình. Dạ, dạ con xin cảm ơn sư. Dạ. Dạ, con thưa sư, cho con trình pháp ạ. Lúc mà con niệm thiên á, thì con tập trung suy nghĩ ở trên giữa trán, dạ đúng không ạ? Không 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 nên nghĩ, không nên để tâm ở trên trán nhiều nhỉ. Dạ. Cái tâm của mình nó cũng không sinh khởi từ trán, mà cái ý thức của mình hướng đến đâu thì nó ở đấy, hướng đến khái niệm mình vẫn để tâm ở trước mặt này. Giống như là cái suy nghĩ đấy, cái tưởng niệm ấy cũng ngay ở trước mặt mình thôi, không ở quá xa, giống như đây, gần ngay trước mặt này. Và suy nghĩ hướng tâm đến các vị chư thiên, rồi hướng tâm đến những cái thời điểm mà mình đã lễ Phật, hay là đã bố thí, hay là đã giữ giới, hay đã nghe pháp, thì cái đấy là mình vẫn hướng tâm đến những cái thời điểm này. Dạ, con thưa sư là cho con hỏi á, là thí dụ lúc mà con niệm mấy cái câu của sư dạy á, thì cái suy nghĩ của con nó tập trung tự nhiên là nó sẽ có xuất hiện cái ánh sáng giống như là màu xanh, giống như bầu trời màu xanh ngay giữa hai cái trán, thì đó con cứ thấy nó như vậy, rồi sau đó cái con chuyển qua niệm hơi thở thì cái ánh sáng nó con lại thấy tập trung ngay ngay đầu mũi. Thì con cho con hỏi là con làm vậy là có đúng không? Ừ, đúng rồi. Đấy, nếu mà mình có được cái tâm định tĩnh rồi thì hướng tâm đến pháp thiền gì nó cũng có ánh sáng hết. Thiền đến niệm thiền thì ánh sáng ấy nó cũng ở trước mặt. Và hành thiền hơi thở thì ánh sáng ấy nó cũng ở trước mặt, nhưng nó gần với cửa mũi hơn, do mình hướng tâm về cái hơi thở ở sát cửa mũi. Dạ. Vậy thì đấy là hàng ngày mình có thể dành ra khoảng 10 hoặc 20 hoặc 30 phút để niệm các cái pháp tùy niệm này, có thể niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hoặc niệm giới, hoặc niệm thí, hoặc niệm thiên này một chút, sau đó thì quay về hành thiền hơi thở. Thì những cái pháp thiền tùy niệm này là để hỗ trợ làm cho cái đức tin nó tăng lên, làm cho cái tâm hoan hỷ với pháp tăng lên, làm cho những triền cái, những cái cấu uế phiền não nó được xua tan, nó giảm bớt đi, thì cái tâm hỷ nạc của mình nó sinh mạnh lên, rồi sau đó mới chuyển đến những cái pháp thiền cao hơn. Như thiền hơi thở là pháp thiền cao nhé, là một cái pháp thiền thâm sâu cao hơn, và sẽ là nền tảng để đi vào thiền tuệ.
Nên là còn những cái pháp thiền khác là những cái pháp thiền hỗ trợ cho pháp thiền hơi thở này. Thì cứ hành khoảng trên dưới 20 phút là được rồi, rồi quay về hơi thở. Và thực hành thiền hơi thở thì nên thực hành một thời dài, 1 tiếng, 2 tiếng liền. Và cứ để cho ánh sáng nó sáng rực rỡ lên. Dạ con xin cảm ơn sư, đó là hồi lúc đầu con tập thiền hơi thở của sư dạy thì con thấy ánh sáng như vậy, cái tự nhiên thời gian sau tự nhiên, nhưng mới nãy con trình pháp là thời gian sau tự nhiên cái con vừa nghe hơi thở đi qua cánh mũi mà lại cái não lại có nhiều suy nghĩ, thì con xong xong một lúc con làm hai cái như vậy, thì hồi sáng này như là sư chỉ là không suy nghĩ nữa, thì con bỏ suy nghĩ thì con thấy con quay lại hơi thở, thì con cảm giác là nó định tĩnh mà nó mất cái cơn đau đi. Thì con xin cảm ơn sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư, sư cho con hai câu hỏi. Thỉnh thoảng mà còn hồi sáng con có trình với sư á, thì khi mà con niệm cái Kasina trắng mà con có thấy ánh sáng sư, thì con vẫn có nghe, cái tai con vẫn có nghe những cái âm thanh ở bên ngoài, như vậy thì là sao hả sư? Mình vẫn nghe được âm thanh vì tâm nó rất là tỉnh táo, càng vào đích sâu tâm càng rất tỉnh táo, vì cái sự tỉnh táo đấy mình vẫn quan sát được, vẫn nhận biết được những cái hoạt động ở xung quanh mình. Dù có nghe thấy âm thanh thì mình không suy luận về cái âm thanh đấy nhá. Mình không khởi lên cái tâm là thích thú với âm thanh hay là khó chịu với âm thanh, thản nhiên với âm thanh đấy và phớt lờ nó đi ngay. Không để cho nó chi phối, không để tâm mình bị cuốn hút theo. Không khởi lên cái tâm ưa thích hay chán ghét với bất cứ âm thanh gì cả, thì âm thanh ấy nó sẽ không làm động, không ảnh hưởng gì. Chứ không phải là, chứ hành thiền nó không vào cái trạng thái vô thức như ngủ nhé. Cái khi mình ngủ mình không biết gì cả, dù có âm thanh không nghe được, nhưng hành thiền không giống như ngủ. Càng vào định sâu tâm càng tỉnh táo sáng suốt, chứ không phải là vào trạng thái vô thức. Có một số người người ta hành thiền nó vào trạng thái vô thức thì đấy là rơi vào hữu phần, và đấy không phải là định, đấy là đi lạc định chứ không phải đúng được. Còn nếu mà đi đúng định là càng sâu thì tâm càng tỉnh giác và mọi thứ xung quanh mình biết nhưng mình không cuốn hút theo thôi, chứ không phải là mình sẽ không biết nữa. Dạ như vậy thì khi mà mình thiền cái Kasina sư thì mình mượn một cái vật trung gian để mà mình lấy cái màu á. Ví dụ như con thiền Kasina trắng thì con mượn một cái dĩa, cái đĩa nhà con có cái đĩa vuông á, thì khi mà sau khi mình niệm cái đĩa rồi mình đổi qua là trắng trắng trắng, thì trong cái lúc mà mình niệm trắng 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 đó sư, thì lúc đó mình có còn phải nghĩ tới cái đĩa đó nữa hay không, hay là mình chỉ niệm trắng 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 thôi? Mình chỉ được hướng đến cái màu trắng của nó thôi. Có thể là trong 1-2 giây đầu thì mình còn thấy hình ảnh của cái đĩa đó, nhưng khi nhắm mắt vào rồi mình mường tượng đến màu trắng, rồi dần dần cái tưởng về cái đĩa nó sẽ hết đi và chỉ còn lại mỗi cái tưởng về màu trắng mà thôi. Về cái màu trắng đấy thì màu trắng đấy ở bất cứ cái gì cũng như nhau, nó vẫn chỉ là một màu trắng. Và nghĩa là khi mà mình niệm, mình cái nghĩ của mình vẫn gắn với cái màu trắng chứ không phải là gắn với cái vật đó nữa, phải không sư? Đúng rồi, mình chỉ gắn với cái màu của nó thôi nhé, với cái màu trắng đấy thôi. Dạ con cảm ơn sư. Alo ạ, con kính bạch thầy, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, cho con hỏi là lần đầu tiên con được ngồi thiền, lần đầu tiên con lên chùa đi tu cả ngày như thế này, thì con buổi sáng á, là 4 lần ngồi thiền thì con có 3 lần là con có thấy có cái ánh sáng giống như một cái luồng sáng rất là mặt trời chiếu xuống á. Thì là con 4 lần thì con có thấy 3 lần là con đều ngước lên cái ánh sáng đó, và con vẫn niệm Phật
vẫn tĩnh tâm thì vẫn niệm Phật, nhưng mà đến nhưng mà trên cái luồng ánh sáng đấy thì con có thấy cái hình của Phật Bà Quan Âm hoặc là hình tượng của Phật hình tượng của Phật á, thì con có đi theo cái luồng ánh sáng đấy thì con có lên rằng là đi theo hay là con vẫn cứ rằng là ngồi nguyên hả thầy? Cái lúc đấy là đang thực hành pháp thiền gì? Dạ, con vừa phát hiện rằng là vừa thiện tâm, vừa thiện nguyện. Niệm thí phải không? Niệm thí. Và thì buổi chiều nay thì con có là niệm cả về bên chỗ mà thầy hướng thiên đó thầy. Niệm chư thiên. Vâng. Về đức tin ở chư thiên có nơi mình như thế. Dạ. Cái niệm mà có xuất hiện ánh sáng nhớ là phất nờ đi, không đi theo nhé. Không để ý, không quan tâm gì đến cái ánh sáng đấy cả. Nản ngay tâm đi chứ đừng cuốn hút theo ánh sáng nhá. Bị cuốn hút theo ánh sáng rồi nó sinh ra những cái hình ảnh nhá. Trong ánh sáng đấy mà mình nghĩ đến hình ảnh gì thì hình ảnh đấy sẽ xuất hiện ra. Nếu hàng ngày mà mình có tín ngưỡng Quan Âm, mình nghĩ đến Quan Âm một cái là mình sẽ thấy hình ảnh xuất hiện ra. Thực ra cái ánh sáng là cái tâm ấy. Cái tâm của mình nó sáng lên. Hàng ngày mình không hành thiền thì mình suy nghĩ đến một cái gì đó, mình chỉ mường tượng cái hình ảnh nó không rõ ràng. Còn khi ngồi thiền lâu ngày, tâm nó định tĩnh lại rồi và tâm mình sáng lên, nó tạo ra những cái sắc do tâm sinh. Cho nên là khi mình hình dung ra hình ảnh gì, mình sẽ thấy cái hình ảnh đó như thật. Và có những người thì bị ảo tưởng do mình đi theo những ánh sáng đấy nhé. Ví dụ như mình thấy Phật Bà Quan Âm xuất hiện ở trong ánh sáng, đấy là ảo tưởng đấy nhé. Do mình tưởng tượng ra, xong là đến một lúc nào đó mình lại tưởng thật. Mình bảo ôi vậy chắc có Phật Bà xuất hiện thật rồi. Rồi mình lại cuốn hút vào đấy, lại thích thú vào đấy. Thì cái ảo tưởng ấy nó lại tăng lên. Cái ảo tưởng nó sẽ tăng lên và nó sinh ra những cái hoang tưởng. Và cái điều đấy là sẽ nguy hiểm nhé. Nếu như mà không bỏ đi được thì không tốt đâu. Vậy nên là hành thiền thì rất là tốt, nhưng mà phải hành đúng. Còn nếu mà hành sai một ni thôi, một chút thôi là sẽ có tác hại. Hành đúng thì diệt trừ được phiền não, phát sinh trí tuệ. Còn hành sai thì lại tăng trưởng phiền não, tăng trưởng tà kiến, tăng trưởng si mê. Vậy nên là phải thận trọng và tuyệt đối không được đi theo cái hình ảnh nào, không được tưởng nhớ đến một hình ảnh gì. Và nếu có ánh sáng xuất hiện thì không được đi theo ánh sáng đấy. Cứ tiếp tục mà niệm. Nếu mình đang hành thiền niệm thí thì cứ niệm thí. Khi nào mệt thì quay về nhận biết hơi thở vào ra ở cửa mũi này. Hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết ra. Chỉ giữ tâm ở cửa mũi này thôi. Nếu như chú tâm trên hơi thở mà cũng xuất hiện ánh sáng thì cũng không được đi theo ánh sáng. Vẫn chỉ quan sát mỗi đối tượng là hơi thở thôi. Đấy là bất cứ một cái cảnh gì, một cái hình ảnh gì có xuất hiện thì phải gạt ngay đi, phải buông ngay đi, phải xả ngay đi, phải chấm dứt ngay, đừng để cho tâm mình bị chạy theo cái hình ảnh đấy. Phải nhớ như vậy để đến lúc ở nhà có thực hành đừng bị cuốn hút theo nhá. Và nếu mà cứ hình ảnh nó cứ xuất hiện thì quay về hơi thở, chú trên hơi thở để cho nó mất đi nhá. Còn ánh sáng thì không sao, ánh sáng xuất hiện thì cứ để nó xuất hiện, mình không can thiệp vào ánh sáng đấy, không có nhìn sâu vào ánh sáng thì nó sẽ không xuất hiện ra cái hình ảnh gì. Tại vì mình nhìn quá sâu vào ánh sáng mới xuất hiện ra các cái cảnh, các hình ảnh khác nhau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thầy. Con cảm ơn sư thầy, bạch thầy ạ. Dạ, con kính bạch sư, cho con hỏi là trong tất cả các pháp thiền, nếu mà ánh sáng xuất hiện thì mỗi màu ánh sáng nó sẽ khác theo cái pháp thiền mà mình đang làm ạ? Hay là tùy mỗi người sẽ ra một cái kiểu màu ánh sáng theo cái cảm nhận của mỗi người ạ? Tại vì khi mà con nghe sư giảng là thì những hành khác, ví dụ như là ca si ná thì nó sẽ có màu trắng,
mờ mờ chẳng hạn, nhưng mà có những khi mà con ra được mà ánh sáng nhưng mà con có quan sát sơ sơ thì cái màu nó không bao giờ ra giống được, hoặc giống như mọi người hay kể là có màu đỏ hay màu gì, con không bao giờ ra được những cái màu đó, thì những lúc mà con có ra ánh sáng như vậy thì có đúng không ạ? Đúng rồi, và mỗi một người sẽ khác nhau, vì cái ánh sáng này nó hoàn toàn là cái tâm, mà cái tâm của con người nó khác nhau rất xa rất lớn. Bằng cái sắc thân của con người, mỗi người có một cái nét mặt khác nhau, đâu ai giống nhau à. Nhưng cái tâm nó còn khác nhau nhiều hơn, khác nhau rất là xa nữa. Và trong sự thực hành của ở mỗi giai đoạn thì cái ánh sáng nó lại khác nhau nữa. Người mới thực hành có một chút ánh sáng thôi, thực ra ánh sáng ấy nó vẫn còn một chút vẩn đục. Ánh sáng của người mới thực hành nó vẫn còn mờ nhạt, chưa được trong suốt, chưa được rực rỡ như người mà đã thực hành lâu. Những người nào mà giữ ánh sáng ấy liên tục được một tiếng thì cái ánh sáng nó bắt đầu rõ hơn, mạnh hơn mà trong suốt hơn. Nếu mà giữ ánh sáng ấy được 2 tiếng thì nó tạo ra một cái uy lực mạnh, nó tạo ra được một cái ánh sáng ấy nó chói hơn, rực hơn. Nếu ánh sáng ấy duy trì được 3 tiếng thì lại mạnh hơn nữa, 4 tiếng, 5 tiếng. Thì cái mức độ định tâm càng sâu thì cái ánh sáng này càng rõ và càng mạnh và càng tỏa chiếu một cách sáng suốt hơn nhiều, rất nhiều so với cái lúc mà nó mới xuất hiện. Đấy là ở ngay trên bản thân mình nhé. Một người hành ở cái giai đoạn nó còn thấp thì nó đã khác, mà giai đoạn mà thực hành ở cái mức cao hơn thì nó khác. Còn ở mỗi người thực hành lại một khác nữa. Có người có cái tâm thanh tịnh cao thì cái ánh sáng đó nó rõ, nó mạnh, nó tỏa sáng. Cái người nào mà cái tâm mình thanh tịnh ít hơn, thỉnh thoảng nó còn xen tạp với những cái tạp niệm, nhất là còn một chút phiền não gì đấy nó xen tạp vào nữa, thì cái ánh sáng ấy nó bị tạp nhiễm và nó lờ mờ, nó không được mạnh mẽ như cái người có cái định sâu. Vậy nên là mỗi một người có cái mức định khác nhau, không ai giống ai, cho nên là cái ánh sáng của mỗi người khác nhau. Còn cái màu thì nó cũng khác nhau một chút, mỗi ở một cái đề mục thiền thì cái màu nó cũng khác nhau một tí thôi chứ không nhiều. Còn những cái màu sắc như xanh vàng đỏ trắng đấy phần lớn là do tưởng ra, mình nghĩ nó màu gì thì nó ra màu đậm. Nhưng mà mình nghĩ là ánh sáng này là màu trắng thì nó trắng đi, nghĩ là nó là màu đỏ nó đỏ, nghĩ màu xanh nó màu xanh. Những cái màu sắc đấy phần lớn là do mình nghĩ, mình do cái tưởng của mình mà nó xuất hiện ra. Còn nếu mình không tưởng gì cả thì nó mới đúng, thì cái ánh sáng ấy nó chỉ là ánh sáng mà thôi. Dạ con cảm ơn sư. Dạ con sư, xin sư cho con hỏi là một bậc mà chứng tam quả, sơ quả, nhị quả, tam quả thì sẽ khác với người bình thường như thế nào? Khác với người bình thường là ở cái tâm thôi, khác ở cái tâm. Những người chứng được sơ quả thì trong tâm của người đấy lúc nào cũng thấy cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, luôn luôn thấy nó như thế. Bởi vì vậy cho nên cái tham ái với thân tâm và cái ngoại cảnh nó thấp đi, nó yếu hẳn đi. Người bình thường thì sẽ có phiền não rất là nhiều vì có tham ái nhiều, có tham ái với thân, cho nên cái tự ái mình nhiều hay sân si nhiều. Vậy thì cái người mà chứng, ví dụ chứng được sơ quả thì cái đoạn trừ được thân kiến là có cái hiểu biết rõ ràng về cái thân này là vô thường của vô ngã, không còn tà kiến về thân năm uẩn nữa. Đấy là một đoạn trừ được hoài nghi, là có cái niềm tin tuyệt đối vào nghiệp và quả của nghiệp ấy, vào nhân quả, cho nên người đấy sẽ tự động có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là một cái bậc mà chứng sơ quả là không bao giờ nói dối nữa, vì đấy sẽ là một người hoàn toàn chân thật, không bao giờ làm một việc ác này, như năm giới là nó thể nhập tự nhiên, dù vị đó không khởi lên cái ý là ta sẽ thọ chỉ giới, giữ giới, nhưng nó tự động nó giữ giới, không bao giờ nó dám làm một cái việc nào phạm vào năm giới đấy. Đấy là rất là tự nhiên. Và không bao giờ nuôi mạng tà mạng, tức là không bao giờ
làm một cái việc gì đó giả dối để kiếm lợi nộc cho bản thân mình, nó không còn nặng nề về những cái đấy nữa. Đấy là cái vị chứng sơ quả, vị nhị quả thì cũng y như vậy, nhưng mà ở cái mức độ cao hơn, làm cho những cái phiền não nó yếu đi ở cái mức độ cao hơn nữa, cũng là thận đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, và tham sân si lại giảm bớt đi nữa. Sơ quả vẫn còn tham sân si nhé, nhưng mà ít hơn người phàm. Nhị quả thì tham sân si lại yếu hơn một mức nữa, còn đến bậc tam quả thì hết sạch sân hận và ái dục, hết sạch rồi. Nên là vì đó không bao giờ có thể khởi lên được tâm sân, dù cho có gặp cái cảnh chướng ngại như thế nào thì tâm sân đã được chặt đứt, như cây ta la chặt đứt đầu không thể mọc lên. Và tâm tham ái, tham dục nam nữ nó hết sạch hoàn toàn, không còn một chút nào hết. Thì đấy là ở những cái mức độ chứng quả càng cao thì những cái cấu uế phiền não ấy nó càng bớt đi. Đấy nó khác là khác như vậy, khác là khác cái phiền não đã được đoạn trừ. Còn người bình thường thì tất cả những cái phiền não đấy sẽ còn rất là mạnh. Đấy là khác nhau thế không? Dạ, con xin sư cho con gửi thêm một câu hỏi nữa là trong quá trình thực hành thiền thì có nhất thiết là phải ngồi tư thế xếp bằng giống như vậy không? Có thể có những tư thế khác không? Giống như ở nơi công sở làm việc, khi mà ngồi những lúc nghỉ trưa tranh thủ thì nếu mà ngồi xếp bằng thì có hơi khác biệt so với mọi người. Cho nên con có thể nằm hoặc là ngồi ở tư thế bình thường mà vẫn thiền được không ạ? Ngồi được, tư thế bình thường ngồi được. Có thể ngồi tựa lưng ở ghế này cũng được, ngồi thả chân xuống cũng được. Còn cái nằm thì rất khó. Nằm thì hành thiền cũng hướng tâm đến cái pháp thiền thì cũng được, nhưng mà cái chánh niệm sẽ yếu nhất trong tất cả các oai nghi. Đi đứng nằm ngồi thì cái pháp thiền nằm là pháp duy trì cái chánh niệm thấp nhất, yếu nhất. Còn ngồi là cái pháp mà tạo ra được cái chánh niệm cao nhất. Còn có những người thì đứng cũng hành thiện được. Còn ngồi thì tư thế nào cũng như nhau à, quanh chân cũng được, nhưng mà ngồi trên ghế thỏ chân xuống được, ngồi một cái tư thế mà không ai biết mình đang ngồi thiền vẫn được. Nhưng mà lúc ấy phải nhắm mắt vào và hướng tâm đến cái pháp thiền đó, bất cứ pháp thiền nào cũng được. Cảm ơn sư. Quý Phật tử nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Đã, bây giờ là 4 giờ. Quý Phật tử có đặt câu hỏi cuối nha. Nếu không thì chúng ta sẽ đảnh lễ niệm ơn sư rồi sau đó nghỉ ngơi. Và khoảng cỡ 5 giờ hơn xíu là sư lại ra sân bay rồi. Chúng con kính bạch sư và đại chúng. Chúng ngồi đi ạ, chưa quỳ đâu, lát nữa thế nào. Đây là thấm thoát một ngày đã trôi qua. Một ngày quý Phật tử được an trú trong thiện pháp. Thiện pháp có những thiện pháp cấp thấp và có những thiện pháp cấp cao. Thiện pháp cấp thấp tức là chúng ta làm những điều lành với tâm thiện dục giới. Nếu mà vị đó đủ duyên đắc các cái tầng thiền, thiện pháp cấp cao trong Phật pháp. Thiện pháp rốt ráo nhất đó là đắc được đạo quả. Và trong ngày hôm nay, quý vị được sư hướng dẫn về các kỹ thuật hành thiền. Trong các khóa tu trước và đến khóa tu hôm nay, thầy đã cho Phật tử lưu lại những cái bài giảng của sư, cũng như là viết lại những lời giảng của sư để lưu lại. Để sau này khi quý Phật tử có cơ hội hoặc là mình muốn hiểu rõ thêm, quý vị có thể đọc lại hoặc là quý vị có thể mà nghe lại
các cái bài giảng và các cái bài viết lại đang nằm trong một cái group mà về cái khóa thiền này. Quý vị nào mà hôm nay tham dự khóa lần đầu á, chưa có nắm được kỹ thuật hành thiền hơi thở, hoặc là kỹ thuật hành thiền Kasina trắng, Kasina đen, hoặc là tâm từ, hoặc là ân đức Phật, quý vị có thể tìm Phật tử Ngọc, chị và Ngọc Ruby để tìm xin lại các cái bài giảng đó. Thầy rất là mong đại chúng là cố gắng học pháp rất là kỹ để thực hành được lợi ích. Hồi nãy có một vị hỏi đó, và sư trả lời là mà mình phải đặt tâm cho đúng hướng, và đôi lúc sai một ly đi một dặm á. Theo thầy được sư dạy thì khi mà mình thực tập, nhất là có cái tiến bộ, thì lúc nào cũng phải có cái vị thầy hướng dẫn để cho mình khỏi đi sai. Thì hôm nay là chúng ta được sự hướng dẫn của sư từ sáng đến giờ. Thầy cũng tin rằng là quý vị sẽ được ít nhiều lợi lạc và học được rất là nhiều điều cao quý của Phật Pháp. Vào giờ phút này thì thời khóa tu tập đến đây cũng đã kết thúc. Thầy mời đại chúng cùng quỳ lên để đảnh lễ và tri ân sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư, hôm nay là khóa tu thiền và bát quan trai tại chùa An Lạc định kỳ vào mỗi tháng. Trong ngày hôm nay, chúng con chư tăng và quý Phật tử đã được sư hướng dẫn các kỹ thuật hành thiền. Sư hướng dẫn cho chúng con gợi mở những gút mắt trong bước đường tu học. Mà nếu không có sự hướng dẫn ấy thì chúng con sẽ bị gút mắt vướng kẹt và không có sự tiến bộ trong pháp học và pháp hành. Con được đọc trong kinh, Đức Phật dạy rằng có những điều ta thường nên quán tưởng, đó là ta thế nào cũng phải bệnh, ta thế nào cũng phải chết, ta rồi phải bỏ lại tất cả mà đi và đi theo nghiệp của mình. Nghĩ về câu kinh đó, chúng con thấy chúng con trải qua những cuộc sống mưu sinh đời thường, bắt đầu đã già, đã bệnh, rồi đến một ngày không xa chúng con cũng phải bỏ lại mà đi theo lời của Đức Phật và đi theo nghiệp của mình bởi những nghiệp thiện ác mà chúng con đã gây trong một kiếp người. Nghĩ lại những thời gian qua, chúng con thường sống trong bất thiện nhiều hơn là sống trong thiện pháp. Hôm nay đây may mắn được hợp thời chúng con gặp được Phật Pháp. Trong kinh chúng con được Phật dạy, có những giai đoạn có Phật Pháp, có những giai đoạn ra đời, nhưng chúng con hoặc có những người không hữu duyên, không có duyên để gặp Phật Pháp, để nương tựa lễ và học hỏi những giới khổ đau trong vòng luân hồi đó. Đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh, là sanh nơi biên địa, là làm người tà kiến, làm người lạc vô nhân, sinh lên cõi trời vô tưởng hoặc cõi trời vô sắc. Nếu khi có Phật Pháp chư tăng mà chúng con lọt vào tám khổ cảnh đó thì cũng không thể có lợi ích về Phật Pháp. Hôm nay hợp thời chúng con được làm người, được sáu căn đầy đủ gặp Phật Pháp minh sư hướng dẫn. Giờ đây chúng con còn thiếu đó là sự tinh tấn cố gắng để có thể ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Và giờ phút này đây và trong những ngày đã qua, chúng con biết nói lên những lời tri ân sư không biết bao cho đủ. Vì Đức Phật đã dạy cho thầy A Nan: "Này A Nan, thật là khó có thể trả ơn cho ai có thể hướng dẫn vị đó biết nương tựa Tam Bảo. Biết nương tựa Tam Bảo thôi mà ân đức ấy chúng con đã trả không hết rồi, thì huống gì mà vị đó hướng dẫn cho chúng con đi sát hơn trên bước đường tu tập. Chúng con biết ơn sư bằng cách cố gắng thực tập những gì sư đã dạy cho chúng con, không ngại đường xá xa xôi, với từ tâm sư từ miền Bắc xa xôi chật để hướng dẫn cho chúng con. Với tất cả sự biết ơn, với tất cả sự tôn kính, chúng con hứa với sư chúng con sẽ cố gắng thực hành nhiều nhất có thể để một phần đáp đền ân đức sư đã chỉ dạy cho chúng con. Một lần nữa với tất cả sự tôn kính, chúng con xin được
đảnh lễ sư tam bái. Thôi bây giờ đại chúng đọc theo sư để nói nên hồi hướng nhỉ. Đọc lời hồi hướng. Idamme punyam asavakkhajam vaham hotu. Idamme punyam nibbanassa paccayo hotu. Mama punya param sabba sattanam pacemi te sabbe metamam punya param napantu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du.